Thế anh bảo là đi, bây giờ anh cũng cho anh đi được à? Suốt ngày làm rượu rồi. Đây là mình vừa mua bộ hộp màu này về đang đi tập làm họa sĩ, nhưng mà hôm nay cô còn chuẩn bị gì không? Đây là màu trắng tinh khôi này, hình như là rất thích hợp với mấy cái mặt đừng nó nhọn nhọn cháy son này. Đấy. À, bắt đầu bây giờ mình sẽ lấy cái này mình làm nền. Hôm đó học được thì mới trưởng cái mạng. Hôm nay mình về chăm chụp bài này thí nghiệm. Đầu thế làm đấy. Sáng này em mời đi em mời.
Lòng nhớ cơ, cả lòng nhớ.
là long đấy. Đấy, tổng hợp cả cái lù rồi đấy. Đúng rồi. Okay.